thì cũng rất là lâu rồi mình không có quay clip YouTube để gửi đến các bạn các cái clip thật là thú vị ở miền quê. Thì hôm nay là mình bị cách ly ở bên Tiền Giang á mọi người. Xong rồi bây giờ mình đã về quê và vẫn bị cách ly thêm 7 ngày nữa. Và 7 ngày theo dõi sức khỏe tại nhà. Thì nói chung là cũng rất là nhớ mọi người. Đó, thì hôm nay mời mọi người trong quá trình đang chờ đợi cách ly á, và mọi người hãy đi theo chân mình để cùng với mình là tham gia một chuyến hành trình cắm câu cũng như là vớt cua nha mọi người ha. Rồi mời tất cả mọi người, mình đã chuẩn bị sẵn cần câu đây. Đó, mình nhờ em mình mua 10 cần nhưng mà ra tới 15 luôn. Đó, và dế đồ này kia nè, nói chung là đủ hết rồi. Mời tất cả mọi người cùng mình ra vườn để chúng ta có thể cắm câu nha mọi người ha. Đây thì để qua được bên kia để mình cắm câu thì mình phải mở cửa rào ra. Đó, rồi sau đó mình sẽ qua bên đây để mình cắm câu nha. Đấy. Còn câu là này kia mình chuẩn bị sẵn hết rồi đó các bạn. Đó, các bạn thấy là bây giờ là ở đây nè. Đấy, thấy chưa? Trời ơi, nước sông thế này nè. Thì sao mà cắm được? Không sao cả, không sao cả. Đây mọi người thấy không? Đó. Bây giờ mình sẽ lên cần câu và cắm ở dây này các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cắm từ bên kia ha, từ bên kia. Rồi mình sẽ cắm dài xuống này kia luôn. 9. Trời ơi. Sao có được? Hết cách ly của bảnh chơi. Còn 3 ngày nữa. Rồi đầu tiên mình sẽ cắm ở đây trước ha. Lùm lùm ghê quá ha. Rất là nguy hiểm luôn á. Thôi đầu tiên mình sẽ bắt đầu cắm ở đây trước nha. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị mồi ha. Đây như mọi người đã thấy là mình đã câu được cái con đầu tiên rồi nè. Thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình sẽ câu tiếp tục và dài xuống phía đằng kia nha. À mình thấy được con gì mọi người ơi. Cua thì phải. Để mình xem có phải con cua không. Hình như đó là con cua đó mọi người ơi. À, con gì vậy ta? Con gì vậy nhở? Đây mình sẽ phóng to ra cho mọi người xem là nó đang dứt ở đằng á. Mình không biết là nó là con gì nữa. Con gì vậy ta? Nói chung là thôi để kệ nó đi, mình tha cho nó đó. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu tiếp tục cuộc hành trình của mình nha. Rồi mình đã vào nhà rồi đây rồi các bạn ơi. Thì bây giờ mình nãy giờ cũng cắm cũng khá lâu rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ra ngoài vườn thăm nha các bạn. Trời đang chuyển mưa rất là nhiều luôn á. Đó, các bạn thấy chưa? Trời chuyển mưa phải nói là bao bên bốn phía năm sáu các kiểu, nói chung là bây giờ chuyển từ trên xuống dưới, chuyển từ trong ra ngoài là chuyển đầy đủ hết luôn nha các bạn. Đó các bạn thấy không? Chuyển dữ dằn luôn đó các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu ra vườn nha. À, mời các bạn cùng theo dõi chân của mình để ra thăm cá để coi có dính con cá nào không nha các bạn. Đó. Thì nói chung là không khí ở Tiền Giang thì mình ở bảnh là khá là ngột ngạt. Về quê thì rất là thoải mái nha. Các bạn thấy không? Đó. Rất là thoải mái luôn. Rồi bây giờ mình sẽ ra bắt đầu ra thăm cá. Ô, dính con nào chưa? Trước mắt thì mình vẫn chưa thấy dính được con nào hết. Đó các bạn có thể nhìn từ xa các bạn có thể thấy. Đấy, lần đó mình được bắt một cần nè. Đây một cần. Rồi ở đây một cần nữa. Đó. Thấy chưa? Mình cắm rất là nhiều. Nhưng mà vẫn chưa thấy con nào đớp mồi cả. Mà trời chuyển mưa rất là nhiều nữa. Đó, đây mình cắm một cần thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đi thăm tiếp nha. Đó, đằng đây mình cũng cắm một cần nữa các bạn. Có dính con nào không? Thường nó dính nó sẽ rất nhúc nhích cái cần câu nha các bạn. Nếu không có là nó sẽ không nhúc nhích gì cả. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu qua đây. Ê, dính rồi. Ngon lành rồi các bạn ơi. Ôi trời ơi. Dính được một em cá. Con này là con gì? Con này là con cá rô. Oh my god, con cá rô đồng. Rất là thú vị đó các bạn. Đây là cá rô đồng này nha các bạn. Đó, bạn thấy nhìn màu nó cũng biết, đủ cũng biết là cá rô đồng rồi. Ok, để bây giờ mình bắt đầu mình tiếp tục mình đi thăm nha. Trời ơi, mình tưởng là cá lóc, mình thấy nó rung rung rồi. Trời ơi, mình rung quá trời các bạn ạ. Mấy cần nào mà nó không rung là nó không có cá nha các bạn. Còn cần nào mà nó có rung là nó có cá nha. Rồi, bắt đầu mình sẽ bắt đầu đi tiếp tục. Đây, bên đây mình cũng có một cần này các bạn. Nhưng mà hiện tại thì... Trời ơi. Đó, hiện tại thì cái cần này của mình á, như bạn nhìn cũng đã thấy rồi. Đó, để mình xuống.
là nó hơi nằm ở trên cao á, cho nên là mình sẽ hạ xuống cho nó ngập màu như các bạn. Rồi bắt đầu mình sẽ bắt đầu đi di chuyển tiếp. Trời ơi, con quỷ con cá này thiệt tình luôn á. Thiệt là tình luôn á. Cá này làm gì ăn đây mọi người? Nuôi hả? Nuôi tiếp thì sao? Mình cũng không biết nữa. Ở đây mình cũng có một con nữa nè. Ô, con này con nào đó? Cắm lâu chưa? Sao mà gì kỳ vậy? Ui, bạn ơi. Ui, trời ơi, mất lưỡi luôn rồi. Kì, chán chửi. Oh my god. Để mình đi xem cái cần còn lại nha. Đằng đây mình cũng có cá một cần nữa các bạn. Đó, nhưng mà cái cần đó nó bị hút bởi cái ấy rồi. Ở đây cũng có một cần nữa nè. Mà con dế. Mà con dế của mình nó bị ôi mất mồi rồi hay gì vậy? Ôi trời ơi, mất mồi rồi các bạn ơi. Thôi để một lát mình sẽ đem mồi ra tiếp nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi thăm tiếp. Rất là vui luôn. Mới giờ nhỏ ê. Mình thấy được một con gì rồi. Ôi trời. Ủa? Sao mà cá rô nhiều dữ vậy các bạn? Con này là cái gì ta? Cá sặc hay cá rô? Ôi trời, mình không biết có gì luôn á. Ủa sao kỳ vậy nha? Để mình xem cái cần còn lại coi. Ồ, bên đây chưa có đồng tỉnh gì hết. Ủa sao kỳ vậy nè? Ủa con này là con cá sặc hay cá rô vậy mọi người? Con này cá sặc hay cá rô vậy mọi người? Thiệt tình không biết luôn á. Để mình qua cầu các bạn. Trời rất là nguy hiểm luôn á, thiệt. Ê, đụng thôi con. Ê, sợ xíu té rồi. Rất nguy hiểm. Cái này. Này con gì dưới đây? À thì ra là vậy. Thôi hết mồi rồi, bắt đầu đi vô và chuẩn bị chim mồi tiếp. Ha ha ha. Có chiếc lợi phẩm vô nha bà con ơi. Rất là vui luôn á, thiệt. Nói chung là đủ vốn rồi. Hai con này là đủ vốn rồi. Không cần cá lóc luôn. Thôi, thấy chưa, phải cắm nhiều vậy đó. Hôm qua cha mình cũng cho mình hai con cắm nhưng mà còn con nó bự quá các bạn. Ê, con gì của bạn? Cái gì là con nè. Ê, mình câu được con gì nữa rồi nè. Trời. Hơi bị nhiều luôn nha các bạn. Ủi, sao tự nhiên bây giờ hồ có nhiều cá rô dữ vậy ta? Trời ơi. Như vậy là mình đã được 3 con rồi các bạn. Trời ơi, mình không hãy tin được luôn các bạn. Trời ơi, hôm nay mình cắm được mới khoảng chừng 5-10 phút gì à. Mới vừa cắm xuống luôn á. Là mình đã được 3 con rồi. Trời ơi. Không tin được luôn các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đem chiến lợi phẩm vô nhà khoe nha các bạn. Thiệt tình luôn á. Tối nay mình sẽ bắt đầu đi sôi con gì ta? Con cua. Bắt cua đồng nha các bạn. Tối nay mình sẽ đi bắt cua đồng. Để mình tí. Ôi trời ơi, thú vị quá các bạn ơi. Rất là vui luôn. Thôi để mình vô, bắt đầu mình sẽ đem này vô và chim mồi tiếp nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đó, trời đã gì đâu nơi luôn á. Thì nhà mình Tết này cũng có bán mai đó nha các bạn. À, bạn nào có thích mua mai hay gì đó liên hệ mình nha. Nó mai tàn các bạn. Đó, nhà mình cũng có bán mai nữa nha. Rất là nhiều. Các bạn muốn bao nhiêu gốc cũng có hết. Đó. Trời ơi, dễ sợ thiệt chứ. Ốc ơi. Ốc. Ốc ơi. Để mình vô mình khoe mẹ mình coi phản ứng của mẹ mình thế nào nha. Ốc ơi. Có cá. Có cá gì đâu? Ba con. Sáu. Thiệt. Đâu, gửi ra. Gửi cái màn cho con đi. Gửi màn con đi. Cái gu đồng không? Gu đồng quá trời luôn. Nè. Ba con. Quá trời luôn á. Mới để xuống cái đất liền từ để gỡ ra cho. Gỡ hả? Gỡ được không? Được. Phải cái gô không hay là cái sạch? Gô. Được không? Cứng quá. Được rồi ơi. Ừ. Tao vậy một con nghe được nghe mất cú mắt thôi. Ba con luôn. Con không hả? Hả? Gô không à? Ok được, bắt được. Được. Đây. Quá trời luôn á. Không biết nữa. Thì mấy cái con kia nó dướng cái cần. Cái kia có ăn không? Từ hả? Còn hết.
mấy kia cần nó bị rớt nước á, nó hết nước rồi á. Đó, giờ này mình sẽ gỡ ra nha mày, rất là cẩn thận, rất là nguy hiểm, phải cẩn thận. Đi ra cánh tiếp. Ồ, rồi được ba con rồi. Đó, ghê. Bự ghê. Thu đậm không? Rồi bắt đầu mình sẽ bắt đầu ra cánh tiếp nha. Ok các bạn ơi, thì sau một ngày nỗ lực vất vả thì bây giờ mình sẽ tiếp tục ra thăm vườn coi coi có được con nào không nha. Hôm qua mình câu được ba con cá rô đồng. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu ra ngoài vườn tiếp để coi theo dõi coi nó có được con nào nữa hay không. Đó, nếu mà không có mình sẽ lên mồi tiếp. Mồi hôm nay dế đồ này kia chết ngắt hết trơn rồi. Thiệt. Đó, như mọi người cũng đã thấy là nước hiện tại đang rất là đầy. Rất là đầy luôn. Đó, thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu di chuyển qua bên kia coi như thế nào ha. Rồi hiện tại mình thấy là không có con nào hết trơn mọi người ơi. Mình sơ bộ là không có con nào hết. Rồi thôi mình xin kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những clip video vlog tiếp theo để có thể những có hành trình trải nghiệm ở miền quê trong những ngày dịch Covid như thế này. Đảm bảo là sẽ có một cái những clip hoặc là thú vị cho các bạn cùng xem nha. Rồi tạm biệt tất cả mọi người nha.